Lúa mới vừa mần xong cái bờ này cả nhà, quá trời ba cái sậy với cây nổ chặt rất là cứng luôn cả nhà, cái búa mà chặt muốn xuống luôn. Giờ chuẩn bị qua bờ bên đây để tiếp tục cả nhà. Bờ này thì có một đoạn này sậy thôi, còn đằng kia là rất nhiều cây nổ luôn. Giờ lại đằng kia chặt dài lại cả nhà, quá trời ba cái sậy với cây nổ rồi, chặt mẻ muốn mẻ múa luôn, xíu dao á. Thank you.
tôi mới vừa chặt mấy cây xài với cây nổ cái bờ này cả nhà, đào chóc gốc lên luôn, quá trời nó cứng luôn, mồi gốc rễ lên luôn. Giờ lên bờ đằng đây, khúc đằng này thì nó ít cây hơn, yếu cỏ nhiều hơn. Có đằng kia có lùm xài, chắc lại khi chặt dài lại cả nhà. Rồi đồng kia mần dài lên tới đồng này. Con lùm xậy đó. Trời, cái đám cỏ nó dày.
lúa mới vừa hoàn thành cái bờ cỏ xong cả nhà. Từ bên kia dòng qua tới bên đây luôn. Dài qua tới bên đây luôn cả nhà. Quá trời ba cây cỏ với sậy. Ba cây nổ chặt rất là cực luôn. Giờ lúa lại đằng kia chặt mấy cây sậy cả nhà. Để dành chừng nữa cắm mua sầu riêng, chặt xong cái phơi cho thiệt khô. Cây nữa ôm bá cỏ dồn hết chất một đống đây cả nhà. Cho nó rụi chỗ này luôn. Chất đè 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 lên cái nó rụi dồn đống lên cho nó chết. Giờ là kia chặt sậy trước rồi đó. Rồi xong ôm cỏ dồn lại.
Lúa mới vừa dắt hết chân cỏ với sậy để đốt luôn cả nhà. Vậy mà trái trơn luôn. Bờ này bưng lại sạch hết luôn rồi. Sậy đế gì rồi. Rồi cây nổ gì hết, lúa dục vô trái trơn luôn. Gom sạch sẽ luôn. Quá trời khói. Mịt mù sương giả hết trơn. Nắng mới còn hơi hơi rồi, có cái rồi, có cái đồ khò ga ướt giống hư luôn quá. Có đồ khò ga này đốt nó dễ cháy. Bưng đời sạch sẽ hết cả nhà. Giờ vô nghỉ cả nhà. Bờ này lúa mần hết nữa không, hai ngày mới xong. Đây thì được mớ sậy đây, chừa lại nửa banh banh cà phê cho thiệt khô, cái nữa cặm làm mấy cây chổi cả nha. U quá trời khổ vậy, trồng ổi với trồng sầu riêng làm mấy cây chổi quá trời khổ, mù xuân giả cho.